Do thời tiết giao mùa, trong mấy tuần qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lợn bị bệnh, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi với số lượng nhỏ lẻ. Đáng chú ý, các hộ dân không tập trung điều trị bệnh mà có dấu hiệu bán tháo đàn lợn để thu hồi vốn. Cách đây nửa tháng, không rõ nguyên nhân gì, đàn lợn của ông Nam ở thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử bỗng dưng đổ bệnh chết. Chuồng trại hiện vẫn đang bỏ trống. Thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa dám tái đàn vì lo sợ lợn sẽ lại tái bệnh. Không chỉ riêng nhà ông Nam, một số địa phương trên địa bàn huyện Phù Cử cũng xuất hiện tình trạng lợn bệnh ốm. Nhiều hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ vì lo sợ nên đã bán chạy nhằm thu hồi vốn. Bỏ ăn 2-3 ngày xong nó sốt cao, nó sốt liên miên không có lúc nào nghỉ. Tiêm vào là trong 1 ngày 2 ngày là nó chết, mà nó không cầm máu nữa. Một số hộ lùa né là lợn là ăn kém bỏ ăn, sốt cái là các hộ là thật ra là họ sợ họ bán để thu lại vốn. Huyện Phù Cử hiện có gần 1.300 hộ chăn nuôi với khoảng gần 50.000 con lợn. Nguyên nhân lợn bệnh ban đầu được đơn vị chức năng địa phương cho rằng là bệnh giao mùa với một số loại bệnh như tụ huyết trùng, viêm phổi, dính sườn. Trong cái giao mùa đặc biệt là mưa nắng thất thường thì là đàn lợn thì hay bị cái bệnh tụ trùng, bị bệnh viêm phổi, đặc biệt là cái viêm phổi dính sườn. Có hộ mà chẩn đoán mà không đúng mà khi điều trị mà sai thì làm cho con lợn sẽ không khỏi. Tại một số xã của huyện Ân Thi như Đa Lộc, Tiền Phong chưa ghi nhận trường hợp đàn lợn chết bất thường. Tuy nhiên, với áp lực giá thịt lợn hơi trong thời gian qua có giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng, nhiều hộ chăn nuôi có tâm lý bán tháo khi đàn lợn có dấu hiệu bệnh ốm. Điều này không chỉ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ở thời điểm này là cứ lợn bỏ ăn là không tiêm chọc về nữa, là không chữa, là bán luôn thì còn tiền, nếu mà đã tiêm vào rồi là bán là nó không được tiền. Cũng có nhiều các bạn bè, các xã, các huyện xung quanh chia sẻ là cứ có thể yếu, chưa biết nó nguyên nhân gì, có thể không phải là dịch tả nhưng mà họ cứ bán tháo. Hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 500.000 con, sản lượng thịt lợn hơi khoảng gần 25.000 tấn. Đây cũng là nguồn thực phẩm để phục vụ thị trường cuối năm. Trong những ngày qua, giá lợn hơi đã từng bước tăng chậm. Đây cũng là tín hiệu vui cho người chăn nuôi. Tuy vậy, công tác phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu. Giá lợn 50 rồi lên 5 năm. Thế thì bây giờ là dịch bệnh. Chúng tôi thì cũng chỉ là vôi bột, mới nị khử trùng, thuốc men cho lợn. Thời điểm này, thời tiết đang chuyển mùa là điều kiện để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh, phát triển. Trong đó có dịch tả lợn châu Phi, một dịch nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị. Ở một số địa phương trên cả nước đã xuất hiện dịch tả châu Phi. Trên địa bàn toàn tỉnh thì đến nay, lác đác có một số trường hợp gọi là các bệnh thông thường xảy ra trong cái thời điểm giao mùa. Thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm nhằm tạo ra cái sức miễn dịch, chống lại mầm bệnh, tăng cường công tác khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường, chuồng trại, chăn nuôi và các dụng cụ, phương tiện vận chuyển thức ăn gia súc gia cầm. Nếu thấy hiện tượng gia súc gia cầm ốm chết và chết đột ngột, bất thường, chết nhiều thì đề nghị khai báo ngay với cơ quan thú y, cán bộ thú y gần nhất có thẩm quyền để được hướng dẫn kịp thời và có biện pháp xử lý kịp thời. Không giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm ốm chết, không giấu dịch, không vứt xác gia súc gia cầm ốm chết ra ngoài môi trường. Để phòng ngừa dịch quay trở lại, ngành chuyên môn tỉnh cũng như địa phương cần chủ động các biện pháp theo dõi, bám sát, lấy mẫu quanh vùng nếu phát hiện khu vực có dịch, báo cáo lên cấp trên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, các chủ trang trại cần nâng cao công tác vệ sinh chuồng trại, đồng thời báo ngay với cấp ngành địa phương khi phát hiện dấu hiệu của dịch lợn.